Rồi các bạn, đây là thành quả của mình các bạn ơi. Ôi, đây thấy rõ 22 trái thì mình trái hái lúc trước là 23 trái các bạn. 23 trái. Thì bây giờ sẽ vô cắt từng cái ra. Đây, chuẩn bị sẵn rồi. Máy ép nè. Cắt từng trái này ra rồi mới nhét vô được. Chứ không thôi là không có nhét vô được. Cắt từng trái một mới được. Đó. Cái này nó mới vừa cái máy ép. Không cắt là không có vừa cái máy ép được. Có kỳ vậy ta. Được cũng được. Không có thế đâu các bạn. Có cái thế rồi. Để nó đi. Trái chín thì nó có mùi thơm. Còn trái ha, trái này nó mới vừa tới thì nó chưa có mùi thơm. Trái chín thì nó thơm lắm.
xong. Bỏ cái này ra ngoài đi. Xong rồi nha, bây giờ ép nha. Còn trái này chưa cắt. Nó cắt rồi mà, cắt hết rồi mà.